Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura Review đây. Hôm nay mình sẽ review phim Trận Hải Chiến Midway. Kể từ sau trận đánh Trân Châu Cảng, Nhật lại càng muốn đưa quân đội đến bờ Tây nước Mỹ, mà người Mỹ cũng ôm hận phục thù mối hận Trân Châu Cảng, nên mới diễn ra trận hải chiến Midway. Một bên là đế quốc Nhật có hạm đội hải quân số 1 thế giới, nổi danh là bất khả chiến bại, còn một bên là hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Liệu cuộc chiến này ai sẽ là người chiến thắng? Mời các bạn cùng Sakura theo dõi review hôm nay nhé! Vào tháng 12 năm 1937 tại Tokyo, thiếu tá Edwin Layton, một sĩ quan tình báo của Hải quân Hoa Kỳ kiêm tùy viên quân sự tại Nhật Bản, đang cùng đồng nghiệp thảo luận về vai trò của người Mỹ và người Nhật tại Thái Bình Dương trong thời gian sắp tới. Layton được đô đốc Yamamoto Isoroku cảnh báo rằng nếu nguồn cung cấp dầu thô của Nhật bị đe dọa bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ, họ sẽ phản ứng ngay lập tức. 4 năm sau, khi Nhật xâm chiếm Trung Quốc và cuộc chiến chớp nhoáng của Hitler trên khắp châu Âu đã mở ra đệ nhị thế chiến, nước Mỹ vẫn chính thức trung lập ngày 7 tháng 12 năm 1941. Tàu sân bay USS Enterprise đang tuần tra và huấn luyện binh sĩ hải quân trên biển. Đại úy Richard Dick Best, một phi công hải quân đang cùng đồng đội bay trinh thám trở về, anh tắt động cơ và thả cho máy bay rơi tự do, còn căn dặn cậu tân binh phía sau nhớ rằng chiều này sẽ cứu cậu một ngày nào đó nếu máy bay bị hỏng. Mọi người dưới tàu sân bay nhìn thấy đều rụng tim, bởi máy bay mà rơi xuống thì chả khác nào đánh bom liều chết. Chiếc máy bay rơi xuống trước mũi tàu, sau đó bất ngờ xuất hiện nhẹ nhàng ngóc vào dây cáp. Một người bạn của anh nhắc nhở, nếu cậu chơi vậy thì ai chơi lại? Dickinson cũng chuẩn bị lên đường quay về Trân Châu Cảng. Mà lúc này trên chiến hạm Arizona, trong khi mọi người đang dọn dẹp vệ sinh, máy bay Nhật đã tập kích bất ngờ các tàu chiến tại đây. Sĩ quan Joyki vừa nhìn thấy vội kéo đàn em né đạn, tuy vậy máy bay đến quá nhanh, khiến nhiều người không tránh khỏi làn đạn. Trên bầu trời, máy bay Nhật gần như đã che kín khắp Trân Châu Cảng. Các tàu chiến không một chút phòng bị, rất nhiều chiếc bị chìm, số còn lại thì bị phá hủy. Lúc này Layton nhận được tin báo Nhật đang tấn công nơi này, ông liền lên xe chạy đến sở chỉ huy. Máy bay Nhật không ngừng càn quét các chiến hạm Mỹ. Những người phản ứng kịp thời tiến đến hụ súng bắn trả. Từ trên không một quả bom rơi xuống chính giữa chiến hạm Arizona. Sau đó nổ mạnh khiến con tàu bị vỡ làm đôi. Thiếu tá Layton nhìn thấy biển lửa bên dưới. Chẳng lẽ hôm nay là ngày đen tối nhất lịch sử nước Mỹ hay sao? Hải quân bị kẹt bên trong chiến hạm Arizona, không ngừng kêu gào vì bị thiêu cháy. Trung úy Joyki dẫn những người còn sống tìm đường thoát thân. Anh trấn an đàn em cố gắng leo qua con tàu kế bên. Đi được nửa đường thì bị máy bay Zero quay lại truy kích, những người không may trúng đạn rơi xuống biển lửa. Trung úy Joyki thấy vậy liền lên ụ súng điên cuồng trả thù, thành công bắn rơi một máy bay tiêm kích Zero. Sợi dây bị đứt khiến anh lính hồn vía lên mây. Rất nhanh đồng đội đã kéo anh lính thoát chết. Mà chiến hạm Arizona giờ đã bị lửa dữ bao trùm, mang theo hàng ngàn sinh mạng chìm xuống đáy biển. Trên đất liền máy bay Zero có mặt khắp nơi không ngừng bắn giết hải quân. Tại sở chỉ huy mọi người hối hả chạy loạn, giờ đây mọi người đã tin lời Layton phán đoán, người Nhật đã thực sự tấn công Trân Châu Cảng. Cùng lúc này Dickinson đang trên đường trở về Trân Châu Cảng, nhưng bất ngờ lại bị máy bay tiêm kích Nhật oanh tạc. Miller dùng súng máy bắn nổ được một chiếc, nhưng chiếc còn lại cũng đã bắn chết cậu. Máy bay của Dickinson cũng bị trúng đạn sắp phát nổ, anh quậy lại kêu Miller cùng mình nhảy dù thoát thân. Nhưng cậu bạn đã không bao giờ tỉnh lại nữa. Sau hai đợt không kích Trân Châu Cảng, Nhật đã thành công tiêu diệt hết thảy thiết giáp hạm và tuần dương hạm tại đây. Cũng may trong lần không kích này, không một tàu sân bay Mỹ nào bị tấn công. Hạm trưởng Hansi chỉ huy hàng không mẫu hạm Enterprise, giờ ông mới biết Trân Châu Cảng bị tấn công. Sau khi suy đoán ra vị trí các tàu sân bay Nhật, ông liền cho máy bay lên đường tấn công đáp trả. Nhưng họ bay mãi trên đại dương mênh mông mà vẫn không thấy mục tiêu. Cuối cùng phi đội đành bỏ cuộc quay về Enterprise. Thiếu tá Lutke nói cho mọi người biết quân Nhật ở hướng Bắc chứ không phải hướng Nam. Lúc này một máy bay đáp xuống vô tình làm rơi một quả bom. Một anh lính nhìn thấy liền bay đến ôm lấy quả bom không để nó va chạm. Suýt chút nữa đã có pha tự hủy đi vào lòng đất khi tàu sân bay quay trở về Trân Châu Cảng. Nơi đây đã biến thành một bãi chiến trường tan hoang. Quân lính bên dưới đang cố giải cứu, những người còn lại bị kẹt bên trong các chiến hạm. Thê thảm nhất phải nói đến tàu Arizona, bởi vì nhiều người không thể thoát khỏi. Dick Best nói mình cũng có một người bạn trên tàu. Anh đến bên vợ mình an ủi, nhưng anh chưa thể về nhà được vì mình vẫn phải tiếp tục lên đường chiến đấu. Sau đó Bess đến hỏi thăm cậu lính được bạn mình cứu, đoán rằng bạn mình đã tử nạn. Anh đến nhà xác của bệnh viện hỏi bác sĩ. Bác sĩ cho anh xem một cái xác đã bị cháy khét đen thui. Sau đó lấy từ trên người nạn nhân một đồng hồ và chiếc nhẫn.
Best nhận ra đây chính là người đồng đội xấu số tại Tokyo. Đô đốc Yamamoto đến dự cuộc họp giữa quân đội và hải quân. Đám người quân đội yêu cầu hải quân phải đưa bọn họ xâm chiếm Mỹ, mà để làm được chuyện này, Yamamoto phải thực hiện kế hoạch đánh chiếm đảo Midway. Bên này, đô đốc Chester Nimitz được bổ nhiệm là chỉ huy trưởng hạm đội Thái Bình Dương. Tổng thống hy vọng ông sẽ đem hạm đội đến vịnh Tokyo. Dick Best cùng đồng đội làm lễ tưởng niệm những người anh em đã mất. Trên đường về, cả hai người đã say bét nhè. Nhìn thấy chiếc xe có gắn cờ đô đốc chạy ngang, anh liền nói lớn: "Ngài Nimitz, hãy cho bọn tôi đến Nhật." Ông không hề trách bọn họ, còn mừng là binh lính có lòng chiến đấu. Tại đây ông cũng gặp được thiếu tá Layton. Nimitz đánh giá cao về năng lực của Layton và muốn anh dự đoán những nước đi của Yamamoto. Nimitz đã điều đô đốc Hansi tấn công quần đảo Mason. Nhưng ông không biết liệu mình có bị sập bẫy hay không. Cùng lúc này, tàu sân bay Enterprise đang tiến đến hòn đảo Mason. Thiếu tá Lutke chỉ huy phi đội bay sẵn sàng tấn công. Các phi công lên máy bay tiến thẳng đến hòn đảo. Quân Nhật đã có phòng bị liền phát hiện ra máy bay của Mỹ, rất nhanh đã lên đạn phòng không bắn diệt các máy bay. Dick Best bay đến gần liền thả ngư lôi định đánh chìm chiến hạm. Nhưng Sukarna là quả ngư lôi lại không nổ. Hải quân Nhật bắn súng phòng không nã đen cả bầu trời. Người Mỹ phát hiện ra Nhật vẫn còn một sân bay nhỏ bên cạnh. Dick Best rủ anh em đến ném bom sân bay đó, vì nếu không tấn công trước, máy bay Nhật sẽ ném bom tàu Enterprise. Trong lúc phi đội nhắm thẳng đảo Tazua, thì máy bay tiêm kích Nhật kéo về, bị công kích bất ngờ nên đội hình rất nhanh bị phá vỡ. Dick Best mặc kệ mưa đạn từ phía quân Nhật, anh liều mạng lao thẳng máy bay xuống bên dưới. Quân Nhật ôm chặt súng phòng không bắn đen cả trời, nhưng lòng quả cảm không sợ chết của anh. Thành công thả bom cho nổ banh sân bay và kho chứa của quân Nhật. Trên đường về anh còn bắn hạ thêm một máy bay Zero. Rất nhanh sau đó lại có thêm hai chiếc Zero bám đuôi. Mơ dây phía sau cầm súng máy bay bắn đáp trả. Tuy nhiên máy bay chúng vô cùng lươn lẹo. Tội nghiệp cho bọn chúng là Best lại là người lươn lẹo hơn. Nhờ vậy mơ dây thành công bắn hạ thêm chiếc nữa. Nhưng chiếc cuối còn lợi hại hơn rất nhiều. Best bay thẳng lên cao và biến mất trong mây. Sau đó anh tắt và cho máy bay rơi tự do. Tiêm kích Zero bất ngờ xuất hiện bắn vào họ. Suýt nữa thì đầu thai kiếp khác. Nhờ mây che phủ mà cả hai đã cắt đuôi thành công chiếc Zero. Tuy Best và Mersey trở về an toàn, nhưng phần lớn máy bay của họ đã bị bắn rơi và mất tích. Cùng lúc này có tiếng còi báo động, cảnh báo máy bay ném bom của Nhật tấn công. Hải quân Mỹ liền nạp đạn vào các ụ súng phòng không ngăn địch. Đạn bắn liên tục nhưng vẫn không trúng máy bay Nhật. Ném bom Nhật cũng bắt đầu dội bom xuống bên dưới. Hạm trưởng Hansi liền cho đàn em lái tàu né tránh mưa bom. Bom rơi xuống bên mạn tàu nổ tạc nước khắp nơi. Sau khi ném bom thất bại, 4 chiếc phi cơ Nhật đã tẩu thoát, còn một chiếc bị trúng đạn lao thẳng xuống tàu Enterprise. Một anh lính thấy vậy nhảy lên máy bay nã đạn vào cánh chiếc máy bay, làm cho nó nghiêng sang một bên rồi rơi xuống biển, thành công cứu cả con tàu khỏi va chạm. Đô đốc Hansi gọi cậu vào gặp mặt, cậu báo cáo mình tên là Juno, sĩ quan hạng 3. Đô đốc liền thăng chức cho cậu lên làm sĩ quan hạng nhất. Ngày 18 tháng 4 năm 1942, hàng không mẫu hạm Hornet được sự chỉ huy của đại tá Dolit mang theo 16 máy bay ném bom, chuẩn bị ném bom vào Tokyo và dự kiến sẽ đáp xuống Trung Quốc. Đô đốc Hansi phát hiện ra quân Nhật đã tìm thấy họ, nên các máy bay của Dolit phải cất cánh sớm hơn dự tính. Ông động viên các anh em và hẹn gặp mọi người tại Trung Quốc. Mặc dù thời tiết mưa bão vô cùng khó khăn, nhưng Dolit vẫn thành công cất cánh, tạo ra một kỳ tích chưa từng có trước đây. Cuối cùng thì họ cũng thành công ném bom trên lãnh thổ Nhật Bản, gieo rắc nỗi sợ là người Nhật có thể bị đánh bại. Thời tiết ngày càng trở nên khó khăn hơn, và phi đội của Dolit phải đối mặt với việc máy bay hết nhiên liệu, cánh quạt bắt đầu ngừng quay, họ chỉ còn chọn cách nhảy dù để cứu lấy bản thân. Hy vọng duy nhất là không bị rơi vào vùng Nhật đang chiếm đóng. Sáng hôm sau Dolit rơi xuống căn nhà của người dân Trung Quốc. Quân khỏi nghĩa bắt anh lại tra hỏi. Cũng may Dolit gặp được một thầy giáo tiếng Anh phiên dịch lại câu chuyện, vì vậy họ mới biết anh đã ném bom trên đất Nhật. Đám người vô cùng nể phục và đồng ý dẫn Dolit đến Cù Châu. Đoàn người cách mạng hối hả dẫn người dân vô tội rời khỏi vùng chiến sự. Dolit còn tặng cho anh bạn thầy giáo chiếc bật lửa. Cùng lúc này máy bay ném bom của Nhật ném bom vào ngôi làng, khiến nhiều thường dân phải bỏ mạng. Tại Trân Châu Cảng, Layton nhận ra tham vọng của người Nhật không chỉ ở biển san hô, mà đó chỉ là bước khởi đầu của bọn chúng. Nimitz liền nhắn cho hạm trưởng Hansi mang tàu chi viện đến biển san hô. Nhưng khi Hansi đến nơi thì đã quá trễ, tàu sân bay Yorktown đã bị hư hại nặng do máy bay Nhật ném bom. Ông gọi hai thân tín của mình là Dick Best và Lutke gặp mặt. Ông giao cho Lutke chỉ huy phi đội ném bom bổ nhào, còn Best sẽ chỉ huy phi đội ném bom CV-6. Bên này đô đốc Yamamoto đến gặp phó đô đốc Nagumo, chỉ huy trưởng đệ nhất hàng không hạm đội Kido Butai, lên kế hoạch tấn công đánh chiếm đảo Midway. Tại Trân Châu Cảng, Layton đã đoán ra được mục tiêu tiếp theo là đảo Midway, và cuối cùng sẽ là bờ Tây nước Mỹ.
Nimitz đích thân đến trạm mã thám Hippo để gặp mặt Joseph Ford, người giỏi nhất tại đây. Joseph Ford cùng đội giải mã những bức điện của người Nhật và họ thu được một địa điểm được xác định là AF. Nhưng Washington lại tin AF là một nơi nào đó trên Thái Bình Dương. Nimitz ra lệnh cho đội giải mã phải tìm ra những bằng chứng chứng minh rằng AF là Midway. Sau khi Layton đề xuất Midway gửi đi một đoạn tin không được mã hóa rằng Midway đang gặp vấn đề thiếu nước ngọt, đội giải mã của Joseph Ford đã bắt được một đoạn tin của Nhật về việc thiếu nước ngọt ở AF, chứng minh được rằng AF chính là Midway. Trên tàu Enterprise, Dick Best chỉ huy phi đội của mình bay do thám, nhưng sức gió quá yếu khiến máy bay khó cất cánh. Anh liền ra lệnh hủy cất cánh ngay lập tức, như quá trễ nên một máy bay đã bị rơi xuống biển. Sau cùng là bị chính tàu của mình cuốn chìm. Dick Best cho rằng cái chết của đồng đội là do sai lầm của anh. Để chuẩn bị cho trận đánh, Nimitz ra lệnh cho hàng không mẫu hạng Enterprise và Hornet quay về Midway, đồng thời rút ra tàu Georgetown, vốn bị hư hại nặng ở biển San Hô về Midway sửa chữa. Nimitz yêu cầu đội sửa chữa phải khắc phục toàn bộ thiệt hại và đưa tàu Georgetown trở lại hoạt động sau 72 giờ. Bởi vì hạm trưởng Hansi bị sốt phát ban quá nặng, phải đi nhập viện chữa trị, nên Nimitz giao nhiệm vụ chỉ huy cho chuẩn đô đốc Zeeman. Nimitz cho đặt bẫy cho tàu sân bay đậu ở đông bắc đảo Midway, rồi di chuyển tàu ngầm sang một hướng khác. Tất cả máy bay dự phòng sẽ cất cánh sớm hơn quân Nhật. Layton dự đoán quân Nhật sẽ tấn công vào rạng sáng ngày 4 tháng 6. Như một phép màu, hôm sau tàu Georgetown chính thức đưa vào hoạt động. Mặc dù nó vừa di chuyển vừa sửa chữa, khiến lòng quân có niềm tin trận chiến này sẽ thắng lợi. Rạng sáng ngày 4 tháng 6, ngay khi tất cả phi đội bay đã cất cánh rời khỏi đảo Midway, một lát sau, một loạt máy bay Nhật kéo đến tấn công đảo Midway, số lượng đến hàng trăm chiếc ổ ạt ném bom phá hủy sân bay. Chỉ trong thời gian ngắn, đường băng và cơ sở vật chất nơi đây bị phá hủy. Nimitz nhận được báo cáo quân Nhật đã tấn công Midway đúng như dự kiến, và họ cũng xác định vị trí hạm đội Nhật. Ông liền cho máy bay ném bom tấn công ngay lập tức. Hàng không mẫu hạm Nhật liên tục bị các đội bay của Midway tấn công. Tuy vậy, các cuộc tấn công không gây ra được bất cứ thiệt hại cho tàu Nhật, ngược lại phải chịu tổn thất rất nặng. Nhưng các cuộc tấn công đã khiến đội tàu Nhật rơi vào thế hỗn loạn, khi không thể thu hồi và phóng máy bay do phải liên tục né tránh bom và ngư lôi từ máy bay Mỹ. Một chiếc máy bay trúng đạn nhắm thẳng vào chiếc Akari, muốn đồng quy vô tận. Đô đốc Nagumo cho rằng người Mỹ không có can đảm này, chỉ là do tên này mất lái thôi. Lúc này một máy bay trinh sát của Nhật phát hiện vị trí đội tàu thiết giáp hạm của Mỹ, liền báo cáo về cho đô đốc Nagumo. Vì trong thời gian ngắn phải quyết định quan trọng, nên đô đốc Nagumo đã đưa ra một quyết định sai lầm. Ông cho đổi vũ khí các máy bay tấn công, chuyển sang ngư lôi và bom xuyên phá. Tàu ngầm Mỹ Nautilus khéo léo tiếp cận hạm đội Nhật mà không bị phát hiện và phóng một quả ngư lôi về phía một hàng không mẫu hạm. Nautilus sau đó bị khu trục hạm Arashi truy đuổi gắt gao, không ngừng ném bom cùng tấn công tàu ngầm. Các đội máy bay phóng ngư lôi, xuất kích từ ba hàng không mẫu hạm cũng xuất hiện. Lutke chỉ huy phi đội lên cao hơn để quan sát, bộ dưỡng khí của Dick Best gặp vấn đề trục trặc, nhưng anh vẫn cố gắng bay cùng với phi đội. Sau khi phát hiện mục tiêu, cả đội liền hạ xuống tấn công. Quân Nhật tiếp tục nã đạn từ các ụ súng phòng không. Phi đội Mỹ còn thiếu kinh nghiệm nên nhiều chiếc bị bắn hạ. Một phi cơ thành công thả ngư lôi xuống mặt nước, nhưng máy bay bị trúng đạn của quân Nhật. Anh chàng hoàn thành nhiệm vụ nên yên tâm ra đi. Đến nổi đô đốc tàu Hiziu khen họ là những người lính dũng cảm. Nhưng Sukarno tàu sân bay lại né được quả ngư lôi của họ. Nhờ có phi đội trên không phân tán hạm đội địch, tàu ngầm Nautilus dễ dàng thoát khỏi tầm ngắm của chúng. Trên không, Lutke phát hiện tàu Arashi đang di chuyển rất nhanh, cho rằng con tàu đó đang quay trở lại vị trí hạm đội chính, mặc dù biết phi đội của mình sắp hết nhiên liệu. Lutke vẫn quyết định cho toàn bộ đội bay bám theo trục hạm. Đội bay của Lutke nhanh chóng phát hiện ra toàn bộ Kidobutai và vào vị trí ném bom bổ nhào, mà lúc này một nhóm máy bay từ hạm đội tàu sân bay Mỹ kéo đến ném ngư lôi, bất ngờ bị máy bay tiêm kích bảo vệ hạm đội Nhật truy đuổi, từng chiếc máy bay bị bắn hạ rơi xuống biển. Anh phi công vừa bơi lên trên đã bị máy bay Nhật bắn sát mặt. Yamaguchi biết tình hình này kéo dài sẽ không ổn, ra hiệu với Nagumo gấp rút tấn công hạm đội Mỹ. Tuy nhiên, việc thay đổi vũ khí cho máy bay làm kéo dài thời gian của họ, biến những tàu sân bay này trở thành thùng thuốc nổ. Nhờ đợt tấn công lúc này thu hút hết máy bay tiêm kích bảo vệ hạm đội, nên phi đội Mỹ dễ dàng tiếp cận các tàu sân bay. Khi đang tấn công chiếc Kaga VB6 của Best, bất ngờ bị đội bay của Lutke lạc vào. Nhận ra lỗi của Lutke, Best liên lạc với đội bay và đã kịp tách ra cùng hai chiếc SBD khác để tấn công chiếc Akagi. Quân Nhật bắn súng phòng không ngăn cản máy bay ném bom. Lutke liều mang đâm thẳng xuống chiếc Kaga. Những chiếc máy bay bên cạnh anh đều bị trúng đạn rơi xuống. Anh tiếp cận mục tiêu gần nhất có thể rồi ném bom bổ nhào. Nhưng Sukarno quả bom chỉ rơi mé bên hông mạn tàu,
tàu Kaga không một chút mảy may tổn hại. Mà bên này đội bay của tàu Zhotao đã ném bom trúng chiếc Soyuz, chiếc tàu sân bay đầu tiên nổ tung khiến con tàu chìm trong biển lửa. Chưa ngừng lại ở đây, Bét dẫn đội bay ném bom VB-6 nhắm thẳng đến chiếc Akagi. Quân Nhật bên dưới nỗ lực ngăn chặn đòn tấn công từ máy bay Mỹ, không nghĩ rằng ba chiếc máy bay này sẽ thoát nạn. Bét liều mạng vẫn lượn máy bay thẳng xuống bên dưới. Người Nhật sợ hãi tháo bom ngư lôi ra để lắp súng máy vào máy bay tiêm kích, nhưng tiếc rằng họ không còn đủ thời gian thay đổi. Bên ngoài, quân Nhật không ngừng bắn súng phòng không vào phi đội Mỹ, nhưng dường như việc này không làm chậm máy bay của họ. Hai chiếc SBD bên cạnh đã ném bom bổ nhào xuống trước, nhưng do độ cao không ổn định, hai quả bom lần lượt rơi xuống nổ bên hông mạn tàu, không hề gây một chút nguy hiểm gì đến cho Akagi. Tuy nhiên, nguy hiểm duy nhất của Akagi mới chính là Bét. Anh không ngừng lao thẳng đến gần tàu sân bay, trước mặt Bét bị che phủ bởi lớp khói đen cuồn cuộn. Khi sắp gần va chạm con tàu, Bét nhanh tay ném bom bổ nhào cấm xuống boong tàu, thành công khiến hàng không mẫu hạm nổ mạnh. Sau đó anh kéo máy bay thoát khỏi cú va chạm với mặt nước. Những thiết giáp hạm gần đó thấy tàu sân bay Akagi bị phá hủy, điên cuồng nã đạn tấn công máy bay của Bét. Cuối cùng Bét cũng lái máy bay thoát khỏi nơi cái chết. Phía bên này, máy bay của Juno bị tiêm kích Nhật truy đuổi, anh bắn hạ một trong hai máy bay rơi xuống nước. Chiếc còn lại vẫn không ngừng nã đạn trả thù, nó thành công bắn rơi máy bay của Juno, khiến cả hai người rơi xuống mặt biển. Cùng lúc này, máy bay của Lucky cũng bị hai chiếc tiêm kích Zero bám đuôi, bản thân Lucky cũng bị trúng đạn từ máy bay địch. Đồng đội sau lưng đã bắn hạ thêm một chiếc, chiếc còn lại hết nhiên liệu đành quay về. Hàng không mẫu hạm Nhật đã bốc cháy nặng nề, máy bay thì hết nhiên liệu, nên anh chỉ còn hy vọng vào số phận. Bên trong tàu Soyuz dầu đã lan ra khắp nơi. Một vụ nổ kinh khủng bao trùm lấy toàn bộ con tàu. Trên con tàu Akagi, những người lính ra sức chữa cháy. Trợ tá khuyên Nagumo hãy rời bỏ con tàu, vì ngài còn phải lãnh đạo cả hạm đội. Tại thiết giáp hạm Yamato, binh lính báo cáo đô đốc Nagumo báo cáo hạm đội Kidobutai đã thất thủ, người Mỹ đã biết được cuộc tấn công của bọn họ. Sáng hôm sau, Juno và đồng đội vẫn còn sống và lênh đênh trên biển. Không may mắn là họ bị quân Nhật bắt làm tù binh. Juno xin bọn chúng một điếu xì gà kéo cho ấm bụng. Anh nói mình đã mất nhiều người bạn tại Trân Châu Cảng. Chính điều này làm người Nhật tức giận, sau đó ném anh xuống biển cùng với chiếc mỏ neo trên tàu Hiziu. Đô đốc Yamaguchi khích lệ các phi công còn sót lại, cho máy bay xuất kích và vô hiệu hóa hàng không mẫu hạm Zhotao. Đến buổi chiều cùng ngày, vì Lucky đã bị trúng đạn, nên Dick Best sẽ chỉ huy phi đội tổng tấn công tàu Hiziu. Ngay khi nhìn thấy hạm đội Nhật phía dưới, cùng lúc này máy bay tiêm kích Zero kịp thời trở về tấn công. Dick Best lái máy bay tránh đụng độ trực diện với bọn chúng, mơ dây phía sau cầm súng bắn vào máy bay Nhật. Dick Best còn bắn hạ một chiếc Zero cắm trước mặt mình. Máy bay Nhật lúc này chống trả vô cùng yếu ớt, Dick Best cùng vài máy bay tách ra khỏi vòng chiến, tiến thẳng xuống hàng không mẫu hạm Hiziu. Trong lúc máy bay tránh đạn khiến mơ dây bị phòng bởi chính khẩu súng của cậu, mơ dây bỏ qua đau đớn cầm súng bắn hạ thêm một chiếc Zero. Vì mãi lo bắn cản địch đuổi theo, nên mơ dây không thể báo cáo độ cao cho Dick Best. Anh nhìn vào tấm ảnh vợ con và quyết định bay theo tổ tiên mách bảo. Những chiến đấu cơ SBD bên cạnh anh lần lượt bị bắn rơi, Dick Best vẫn liều mình bay sát xuống dưới. Chàng nói cái này dành cho Trân Châu Cảng. Vừa dứt câu, quả bom cũng đã cấm thẳng vào boong tàu. Một vụ nổ chấn động xé toạc mũi tàu Hiziu. Sau trận không kích đi vào lịch sử, chỉ còn vài chiếc sống sót trở về tàu Enterprise trong tình trạng hết nhiên liệu. Bọn họ vẫn chưa thấy đội trưởng Dick Best đâu cả, không biết liệu rằng anh có trở về được hay không. Giữa lúc mọi người đang tuyệt vọng, chợt nghe tiếng động cơ máy bay từ xa. Thì ra Dick Best đã quay về kịp lúc. Động cơ hết nhiên liệu liền tắt máy, cũng may nhờ tuyệt chiêu bắn móc đã cứu sống anh và mơ dây. Đồng đội vô cùng mừng rỡ chạy lại ôm lấy anh. Bên này chiếc tàu Hiziu vẫn không ngừng bốc cháy. Yamaguchi không còn cách nào khác là cho những người lính trẻ rời khỏi tàu. Ông quyết định mình và thuyền trưởng sẽ ở lại trên tàu. Những người lính trẻ được chuyển hết sang khu trục hạm. Sau đó họ dùng ngư lôi tự đánh đám tàu của mình. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi tắt ngúm trong đêm. Những người lính Nhật bật khóc không thành tiếng. Vào đêm cùng ngày, Yamamoto nhận được báo cáo rằng toàn bộ Kidobutai đã bị máy bay Mỹ đánh chìm ở Midway. Ngoài ra, sau khi biết toàn bộ tàu chiến của Mỹ đã rút lui khỏi khu vực, Yamamoto ra lệnh tổng rút lui và kết thúc chiến dịch. Tại Trân Châu Cảng, Zhotao chặn được một bức điện của Nhật Bản về lệnh tổng rút lui khỏi Midway rồi đưa cho Layton. Sau đó, Layton đến báo cho Nimitz và ban tham mưu của ông. Đô đốc Nimitz tiếp tục chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương cho đến khi tàu của ông tiến vào vịnh Tokyo. Hạm trưởng Hanshi sau này trở thành đô đốc hải quân Hoa Kỳ. Yamamoto bị bắn rơi và chết ở quần đảo Solomon năm 1943. Quân đội Nhật đã thảm sát 250.000 người dân Trung Quốc vì đã giúp đỡ Dolit và người của ông trốn thoát.
Dolik được Tổng thống Roosevelt trao tặng huân chương khi trở về Mỹ. Lutke cũng được chỉ huy tàu sân bay của riêng mình. Quan trọng nhất là Layton, nếu không có ông và nhóm mã thám, chắc hẳn trận Midway không thể chiến thắng nhanh như vậy. Bess bị mắc bệnh lao do máy tái tạo oxy trên chiếc SBD bị hỏng, khiến anh không thể bay được nữa. Vợ anh vô cùng hạnh phúc ôm lấy chồng mình, nhờ sự quả cảm của anh mà đã xoay chuyển cục diện chiến tranh Thái Bình Dương. Bộ phim đến đây là hết rồi. Trận hải chiến Midway góp phần quan trọng trong Thế chiến 2, Mỹ bị tổn thất nặng nề từ trận Trân Châu Cảng, phải đối mặt với khó khăn không cân bằng về số lượng, nhưng với sự quyết tâm của mình, Mỹ đã xoay chuyển được tình hình lúc này, khiến người Nhật thất bại ở trận chiến Midway, từ bỏ trận chiến dịch và rút lui khỏi Thái Bình Dương. Chiến tranh xảy ra, những người lính phải rời xa gia đình chiến đấu, nhưng kết quả đổi lại là những cuộc chiến bành trướng vô nghĩa. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là những người dân vô tội. Thế chiến thứ hai là cuộc chiến gây tổn thất nặng nề nhất từ trước đến nay. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.